Hebrew. Cái sách Hebrew đó thì không có rõ, những cái người nghiên cứu kinh thánh thì họ không có rõ tác giả là ai, nhưng mà đa số thì tin rằng sách Hebrew đó là sách, đó là thư của Phaolô viết. Lý do tại sao họ tin như vậy, thứ nhất là về cái việc, về cái vấn đề sự biện luận, sự hiểu hiểu rõ về kinh thánh cựu ước và biện luận để dẫn đến chỉ ra Chúa Giêsu chính là đấng Messi, chỉ ra Chúa Giêsu chính là đấng cứu chuộc mà Đức Chúa Trời ngài đã hứa, rồi sự liên kết giữa giao ước cũ và giao ước mới. Thì ngoài những ngoài các trong các sứ đồ thì ngoài Phaolô thì dường như là chúng ta thấy rằng không có ai có khả năng đó, không ai có khả năng để mà hiểu biết, bởi vì chúng ta biết rằng Phaolô trước khi ông quay trở lại ông đầu phục Chúa thì ông là một học trò, học dưới chân ngồi dưới chân của Gamaliel để học, và Gamaliel chính là cái vị giáo sư nổi tiếng trong dân Israel thời điểm đó. Và chúng ta thấy rằng trong tất cả những bức thư khác của Phaolô thì ông cũng bày tỏ cái sự hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời, ông hiểu biết về cái sự mầu nhiệm mà được giấu kín. Và chúng ta thấy rằng trong bức thư của Phaolô, trong bức thư Epheso đó, thì Phaolô nói rằng về vấn đề của đấng Christ đó, tức là về 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 sự cứu chuộc của đấng Christ đó, thì được giấu kín nhưng mà ngày hôm nay được Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và các tiên tri của ngài. Chúng ta xem ở trong Epheso đoạn số 3 câu 4 và câu 5. Epheso đoạn số 3 câu 4 và câu 5. Mời Phượng đọc. Câu 4 và câu 5 đúng không sư? Đúng rồi. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho các con cái loài người mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Ở đây Paulo nói rằng anh em đọc những bức thư đó thì anh em sẽ biết được cái sự hiểu biết về lẽ mầu nhiệm của tôi, sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Mà lẽ mầu nhiệm đó là gì? Đó là những cái điều được giấu kín, đó là những điều được giấu kín từ thời thượng cổ mà ngày nay được tỏ ra. Cho nên trong cái sự xưng ra của Phaolô đó, chúng ta thấy rằng cái sự hiểu biết về, đặc biệt trong cái sách Hebrew đó, sách viết cho người Hebrew, tức là sách viết cho những người Juda, những người Israel. Và chúng ta biết rằng những người Juda, những người Israel, họ là người trông chờ đấng Messi, và họ cũng là những người nắm rất rõ, nắm rất chắc về luật pháp của Môi-se, những lời tiên tri, tất cả mọi thứ thì họ đều rõ ràng. Bởi vậy cho nên nếu như một người không nắm vững và không rõ ràng hết mọi sự thì không thể nào viết được, không thể nào viết cho người Hebrew được. Cũng như là nếu một người không không hiểu biết và không nắm chắc tất cả mọi cái dữ liệu, mọi cái lời tiên tri, mọi cái lẽ thật, sự mầu nhiệm thì không thể nào viết được. Và thêm một cái điều nữa, đó là nó có một cái dấu ký mà Phaolô ông đã cho chúng ta biết, ông có cái chữ ký đặc biệt của ông. Ở trong những sách khác thì ông đều cho biết rằng có một cái dấu ký đặc biệt của ông, mà tất cả mọi sách khác thì ông đều sử dụng cái dấu ký như vậy. Chúng ta xem ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu số 17. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 17. Ơi mày ạ, Chính nghe đọc. chính tay tôi là Phaolô viết lời chào thăm này cho anh em, ấy đó là dấu ký của tôi trong mọi thơ từ của tôi viết như vậy. Câu 18. Đọc luôn câu 18.
nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở cùng anh em hết thảy. À, thì ông cho ông chỉ ra chúng ta thấy ông có một cái dấu ký đặc biệt trong cái bức thư của ông, đó là cái dấu ký đó là cái câu nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở cùng anh em hết thảy, hay là những cái câu tương tự như vậy. Thì nếu chúng ta kiểm tra lại những cái sách của những cái thư tín của Phaolô, thì khi mà cuối cuối mỗi một thư tín thì thường có cái điều đó, và ở trong Hebrew thì cuối thư tín cũng có dấu ký đó. Nguyện xin câu 25, Hebrew đoạn 13 câu 25 đó, nguyện xin ân điển ở với anh em hết thảy. Thì đó là những cái dữ liệu nó cho chúng ta nắm thêm một chút xíu thôi. Nhưng mà theo như tất cả mọi người tin, và cá nhân của tôi cũng tin rằng cái sách Hebrew này là cái người viết là Phaolô viết. Bởi vậy cho nên khi tôi chia sẻ đó, thì những cái câu được viết ở trong sách Hebrew thì tôi đều nói rằng sách Hebrew là sách mà Phaolô viết, chứ tôi không có nói cho nó dài dòng thêm nữa, đó là có thể. Bởi vì theo như cái điều cá nhân của tôi tin, thì tôi thấy rằng sách Hebrew là sách mà Phaolô đã viết. Sách Hebrew viết vào khoảng 70 năm 70, tức là trước năm 70 sau công nguyên, tức là khoảng năm 69, 68, 69 gì đó. Và cái sách Hebrew này viết trước khi cái thành Jerusalem bị đổ xuống. Chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu đã nói tiên tri về thành Jerusalem ở trong Matthew đoạn 24. Chúa nói là không còn một hòn đá nào trồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Thì đến năm 70 thì cái thành Jerusalem đã được ứng nghiệm như lời tiên tri của Chúa. Cái đền thờ Jerusalem đã bị đổ xuống. Và tại sao nó lại ứng nghiệm là không còn một hòn đá nào trồng trên hòn đá khác mà không đổ xuống? Bởi vì cái đền thờ Jerusalem á, họ xây dựng cái đền thờ Jerusalem bằng những cái khối đá. Những cái khối đá này họ đã đục ở trong cái hầm. Họ đã đục ở trong hầm và họ đem tới. Họ chỉ đem tới và họ ráp nó lên thôi. Và những cái khối đá này được đục một cách chính xác, một cách nhẵn nhụi, một cách chính xác đến nỗi đó là khi hai cái khối đá mà để kẹp lên nhau thì cái kẽ hở của nó người ta không thể nào lọt một cái tờ giấy vào trong đó được. Cái kẽ hở nó rất nhỏ, nó rất là chính xác. Nhưng mà Chúa nói là không còn một hòn đá nào trồng trên hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Thì người ta không tin rằng cái lời tiên tri đó có thể xảy ra. Nhưng mà vào năm 70 thì có một cái trận hỏa hoạn. Có một trận hỏa hoạn ở tại đền thờ Jerusalem. Thì chúng ta biết rằng đền thờ Jerusalem được xây dựng và được bọc vàng. Xây dựng bằng đá nhưng mà được bọc vàng. Và bởi cái trận hỏa hoạn đó mà những cái vàng bọc đó bắt đầu nó nóng chảy ra. Và nó chen vào, nó chảy, nó chen vào trong kẽ của những cái tảng đá. Và những người người lính La Mã họ đã dùng gươm, họ đã dùng giáo, họ đã dùng vật dụng để họ cạy lên, họ nại ra, họ lật từng tảng đá ra để họ lấy vàng. Và điều đó dẫn đến cái lời tiên tri của Chúa không còn một hòn đá nào trồng trên hòn đá khác mà không bị đổ xuống đã được ứng nghiệm. Và thành Jerusalem đã bị hoang tàn và đã bị đánh, gọi là bị sập, không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá khác mà không bị đổ xuống, cho đến ngày hôm nay vẫn chưa xây dựng lại. Và khi thành Jerusalem ngày hôm nay, khi thành Jerusalem được xây dựng lại, thì đó là thời điểm mà Chiên Con sẽ trở lại, hay là thời điểm mà Chúa Giêsu sẽ trở lại. Và chúng ta thấy rằng nó có một cái điều, đó là ngày hôm nay cái nền của đền thờ Jerusalem ngày xưa thì người Hồi giáo họ đã xây dựng cái đền Hồi giáo lên trên đó. Có một số cái nhà nghiên cứu về đền thờ Jerusalem đó, thì họ lấy những cái bản vẽ của đền thờ Jerusalem ngày xưa, và họ lấy cái bản vẽ của cái đền thờ Hồi giáo ngày nay, thì họ thấy có một điều đặc biệt, đó là ngay tại cái nơi mà đặt để cái hòm giao ước ở trong cái đền thờ Jerusalem ngày xưa, gọi là cái nơi thánh đó, thì ngày hôm nay ở trong cái đền thờ Hồi giáo thì cái vị trí đó cũng được đánh dấu là một vị trí thánh, một vị trí thiêng liêng. Nó nằm chồng lên như vậy. Và cái khó đó là
Cái khó đó là cái đền thờ Hồi giáo này phải bị cất đi, bị dẹp đi, và đền thờ Chúa phải được xây lại. Và chính vì thế mà chúng ta thấy rằng dân Do Thái và dân những người Hồi giáo, những người ở xứ Palestine luôn luôn cứ tranh giành với nhau, và đặc biệt là người Palestine và người Israel cứ tranh giành với nhau, cứ đánh nhau, người bên 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 này xong, người bên kia xong, đánh nhau. Và vấn đề ở chỗ đó là họ tại sao họ gây gây thống với nhau, bởi vì cái đền thờ Jerusalem, đền thờ Jerusalem phải được xây lại. Cái thời thời điểm viết cái sách Hebrew trước khi cái đền thờ Jerusalem bị đổ xuống, và viết cho ai? Viết cho những cơ đốc nhân là người Do Thái, viết cho cơ đốc nhân là người Do Thái. Chúng ta xem Hebrew đoạn 2 câu số 3. Mà nếu ta còn trẻ lãi sự cứu rỗi lớn dường ấy thì làm sao tránh cho khỏi được là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Cho nên là Phaolô ông nói rằng nếu ông còn trễ nải ở trong sự cứu rỗi lớn dường ấy thì làm sao tránh cho khỏi được là sự cứu rỗi mà Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe và chứng nghiệm nó cho chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng tin lành về sự cứu rỗi của Chúa ban đầu là được truyền ra cho ai? Truyền ra cho người Do Thái. Và Chúa Giêsu nói gì đây? Ta đến đây vì những con chiên lạc mất của nhà Israel. Tin lành được giảng ra ban đầu tại Jerusalem sau khi Thánh Linh của Chúa giáng xuống. Tin lành bùng nổ tại Jerusalem. Nhưng mà sau đó, bởi vì những người Israel họ từ chối, họ bắt bớ, cho nên là tin lành mới được giảng ra cho dân ngoại. Cái câu chìa khóa của sách Hebrew đó là Hebrew đoạn 1 câu số 3. À, nhờ anh Tấn, nhờ anh Tấn đọc. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật, sau khi con làm xong sự sạch tội bèn ngồi bên hữu đấng đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Amen. Cái chìa khóa của cái sách Hebrew đó là giới thiệu về Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, là đấng sáng tạo từ ban đầu. Người Hebrew thì họ tin Chúa Giêsu là một đấng tiên tri. Họ tin Chúa Giêsu là một đấng tiên tri khi Ngài ở trên đất, khi Ngài thi hành chức vụ, thì họ tin Ngài là một đấng tiên tri. Và chính vì thế cho nên là khi mà Chúa Giêsu hỏi các môn đồ đó thì người ta nói ta là ai? Chúng ta xem ở trong Matthew đoạn 16. Chúng ta xem cái lòng tin của người Hebrew cũng như cái lòng tin của các sứ đồ trong lúc này là gì. Chúng ta xem Matthew đoạn 16 từ câu số 13 cho đến câu số 15. Xin lỗi, cho đến câu số 16 luôn. Từ câu 13 cho đến câu 16. Mời ân đọc. Khi Đức Chúa Giêsu đã vào địa phận thành Cesarea Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng: Theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay là một đấng tiên tri nào khác. Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Chúa Trời hằng sống. Amen. Đó là cái những cái câu mà người ta nói về Chúa Giêsu đó chính là cái điều mà họ tin. Họ tin rằng Chúa Giêsu là một đấng tiên tri. Nhưng mà họ không tin Chúa Giêsu là đấng Messi. Họ không tin Chúa Giêsu là đấng Messi và họ vẫn cứ trông chờ một đấng Messi. Bởi vì Kinh Thánh Chúa đã hứa về đấng Messi sẽ đến
và đấng đó sẽ đem cái sự giải phóng đến cho dân sự của Chúa. Nên họ cứ trông chờ một đấng Messi, nhưng mà họ lại không tin Chúa Giêsu là đấng Messi. Bởi vậy cho nên ở trong cái trong Hebrew, cái thư tín Hebrew, Phaolô ông đã biện luận, ông đã dùng kinh thánh cựu ước, ông đã dùng những lời tiên tri, ông đã dùng những thi thiên để ông chỉ ra Chúa Giêsu chính là đấng Messi, Chúa Giêsu chính là con Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu chính là thầy tế lễ thượng phẩm, Chúa Giêsu chính là đấng cất tội lỗi thế gian đi, Chúa Giêsu chính là chiên con của Đức Chúa Trời bị giết từ buổi sáng thế, để cho người Giu-đa, tức là để cho người Hebrew họ tin cậy, và cũng như là để làm cho chắc chắn lòng tin của những người Do Thái, những người Giu-đa tin theo Chúa Giêsu nhưng mà vẫn còn bị dao động, vẫn còn bị dao động bởi những cái lời, những cái sự áp lực cũng như là những cái lời dạy của những giáo sư khác, thì bị những lời vẫn còn bị lời dao động đó, cho nên là Phaolô đã viết cái bức thư Hebrew này để làm vững lòng tin của những người đó. Hầu hết những cái người Do Thái khi mà họ tin Chúa thì họ đều mong Chúa Giêsu sớm trở lại, và điều này là cái điều chắc chắn, ai chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta tin Chúa thì chúng ta đều mong rằng Chúa Giêsu sẽ sớm trở lại. Nhưng mà có một điều đó là hôm trước chúng ta học ở trong sách Côrintô thì chúng ta thấy rằng Chúa nói Chúa Ngài nhẫn nhịn, Ngài nhịn nhục để Ngài chờ đợi. Ngài chờ đợi cái gì? Ngài không muốn một người nào chết mất, Ngài muốn mọi người đều ăn năn. Cho nên cái sự trì hoãn ở trong cái sự đến của Chúa cùng với sự bắt bớ, sự bắt hại những người đi theo Chúa, đó là nguyên nhân khiến cho họ nghi ngờ rằng cái quyết định của họ, tức là họ không biết là cái sự nghi ngờ của họ đó, cái điều mà họ đã quyết định đó có đúng đắn hay không, khi mà họ chọn từ bỏ Do Thái giáo, tức là từ bỏ cái đạo hiện tại của tổ phụ họ từ bao nhiêu năm nay, từ cái tôn giáo đi theo giao ước của Môi-se, thờ phượng Chúa trong cách cũ, thờ phượng Chúa ở trong cái việc mà dân sinh tế, họ không biết rằng họ chọn Chúa Giêsu và họ bỏ cái sự thờ phượng cũ kia có đúng hay không. Thì Phaolô ông đã viết cái bức thư này để cho thấy rằng cái điều họ chọn lựa đó là đúng, và cái sự thờ phượng cũ chỉ là bóng của những điều mà nó sẽ xảy đến thôi. Chúng ta xem ở trong Hebrew đoạn 9. Chúng ta xem Hebrew đoạn 10 trước, đoạn 10 câu số 1 trước. Có ai đọc không em đọc ạ? Nhường đi ạ, nhường đi. Chúng ta đừng có vội quá. Tôi đã nói là mỗi một người chúng ta đọc một lần rồi chúng ta nhường cho người khác. Và luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ một năm hằng dân như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn vẹn lành được. Dạ, yeah. Rồi chúng ta xem cái điều mà Phaolô nói về sự thờ phượng cũ và so với Chúa như thế nào. Hebrew đoạn 9, từ câu 1 cho đến câu 10. Hebrew đoạn 9, từ câu 1 đến câu 10. Bé Na đọc đi bé Na. Dạ. Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất, vả một đền tạm đã dựng lên. Phần thứ nhất gọi là nơi thánh, có chân đèn, bàn và bánh bày ra. Rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi rất thánh, có lư hương bằng vàng và hòm giao ước toàn bọc bằng vàng, trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy mana, cây gậy chỗ hoa của Aaron và hai bản giao ước. Phía trên có hai cherubim vinh hiển, bóng nói che phủ nơi chuộc tội. Nhưng đây không phải dịp kể các điều đó cho rõ ràng. Các vật đã sắp đặt như vậy, hàng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đền tạm đặng làm trọn việc tế lễ, nhưng phần thứ hai thì mỗi năm một lần, chỉ một thầy tế lễ thường phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng
vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng. Đức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng thể đền tạm thứ nhất đương còn thì đường vào nơi rất thánh chưa mở. Ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ để tỏ rằng các lễ vật và hy sinh dân đó không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vạn lành về lương tâm. Đó chẳng qua là mạng lệnh của xác thịt, cũng như các lễ ăn, uống, rửa sạch chỉ lập cho đến kỳ hoán cải vậy. Đây là cái sự cái tôi thấy là cái sự hiểu rõ về cái sự thờ phượng cũ, rồi giải thích để cho những người tin này biết được rằng những cái sự thờ phượng, những cái hình, những sự thờ phượng cũ đó chỉ là hình bóng thôi, đó là hình bóng của sự tốt lành ngày sau. Và nếu ta đọc tiếp, ta cho thấy rằng khi Đấng Christ đến thì Ngài là một thầy tế lễ, Ngài vượt qua một cái điều tốt lành hơn. Bé Na đọc tiếp từ câu số 11 cho đến câu số 14. Dạ. Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Vì nếu huyết của dê đực, bò đực cùng cho bò, cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác của họ và nên thánh thay, huống chi huyết của Đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỳ tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Dạ, cho nên chúng ta thấy rằng cái sách Hebrew viết để phân tích một cách kỹ càng về những cái sự thờ phượng cũ, mục đích của những sự thờ phượng cũ và tất cả mọi điều đó là hình bóng để chỉ ra cái sự trọn lành ở trong Đấng Christ. Và Đấng Christ chính là thầy tế lễ trọn lành. Đấng Christ chính là thầy tế lễ mà Đức Chúa Trời thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời. Và Đấng Christ chính là Đấng Messi mà dân Israel chờ đợi để cho những người Israel họ tin theo Chúa đó, họ được vững lòng tin của họ. Cái chủ đề chính, cái chủ đề chính của cái sách Hebrew đó là nói về cái giao ước cũ và giao ước mới. Phân tích bắt đầu từ trong giao ước cũ để phân tích ra và để dẫn đến giao ước mới, để chỉ ra cho thấy rằng giao ước cũ không được chọn lọc, giao ước cũ không phải là điều tốt nhất, và giao ước mới, giao ước được lập nên ở trong huyết, bằng huyết của Chúa Giêsu, đó mới thật sự là giao ước tốt lành nhất mà Đức Chúa Trời đem đến cho loài người. Và cũng chỉ ra rằng những cái sự thực hành ở trong sự thờ phượng, ở trong sự dân của lễ, ở trong giao ước cũ, nó chỉ là hình bóng, nó chỉ là hình bóng thôi. Và cũng cho thấy rằng khi mà con người cố gắng dùng cách nọ cách kia để có thể che đi cái tội lỗi của mình, thì của lễ trong giao ước cũ đó cũng chỉ là che đi tội lỗi thôi, chứ không cất đi tội lỗi. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đến thì Ngài đã cất đi tội lỗi. Và Phaolô ông cũng đã nhắc đến cái Chúa Giêsu chính là chiên con được bị giết từ buổi sáng thế. Chúa Giêsu đã nhắc tới Phaolô đã nhắc tới điều đó. Chúa Giêsu chính là chiên con bị giết từ buổi sáng thế. Vậy thì chiên con bị giết từ buổi sáng thế, ông dùng cái hình ảnh đó để ông nhắc đi ra, ông chỉ ra cái gì? Chúng ta mở ra Sáng Thế Ký đoạn 3 để chúng ta thấy ông muốn chỉ ra cái điều gì chỗ này. Sáng Thế Ký đoạn 3, chúng ta xem câu số 21. Mày Hương đọc. Sáng Thế Ký đoạn 3. Đoạn 3 câu 21. Dạ, để con nghe coi. Lọt, Jehovah Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Yeah. Jehovah Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam, mặc lấy cho. Và trước đó thì khi Adam bị ba phạm tội thì Adam bị ba mặc cái gì? Chúng ta xem ở trong cũng trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 7. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 7. Nhất Tâm đọc.
Em mất tiêu rồi. Nhất Tâm đã mất tiêu rồi. Mời nhờ cô Trang đọc giùm ạ. Cô Cao, cô Trang Cao. Sáng ký đoạn 3 câu 7. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lỡ lồ, bèn lấy lá đóng khốn che thân. Họ khi họ phạm tội thì họ lấy lá cây vả đóng khố che thân. Và chúng ta biết rằng lá cây vả thì lá cây thì không thể nào che thân được. Nó có thể che tạm thời nhưng nó không thể che vĩnh viễn. Và khi nó đối diện với lại ánh nắng mặt trời thì lá cây nó không thể vững vàng. Nhưng mà cái da thú thì khác. Da thú khi mà càng ánh nắng mặt trời càng dọi vào nó càng chắc chắn. Trời càng chiếu vào nó càng chắc chắn. Cho nên cái lá cây vả đó là hình bóng về những cái điều che đậy tạm thời. Là những cái điều che đậy tạm thời thôi. Và Phaolô dùng hình ảnh này để nói với dân Do Thái rằng những cái sự thờ phượng quốc, những cái dân sinh tế ở trong cái giao ước cũ, nó chỉ là cái điều che đậy tội lỗi tạm thời, nhưng mà nó không có cất đi cái sự xấu hổ hay là không có cất đi tội lỗi. Nhưng huyết của Chúa Giêsu cất đi tội lỗi một cách, huyết của Chúa Giêsu đem đến cái sự sạch tội một cách hoàn toàn ở trên những người tin, để cho những người Do Thái này họ vững lòng mà họ tiếp tục họ bước đi ở trong cái giao ước mới mà Chúa Giêsu đã. Môi-se nữa. Và ở trong Galati thì Paulo nói rằng luật pháp được đặt ra là bởi vì cớ sự phạm phép. Luật pháp được thêm vào bởi vì cớ sự phạm phép, và cho đến khi nào người của dòng dõi đến thì luật pháp bị cất đi. Cho nên ngày hôm nay ở trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta không cần phải bị lệ thuộc vào trong luật pháp của giao ước Môi-se, mà chúng ta được ở trong giao ước mới của Chúa Giêsu, và chúng ta liên kết trực tiếp với lại giao ước của Đức Chúa Trời dành cho Abraham. Nó không thông qua giao ước của Môi-se. Nhưng mà có một cái câu hỏi đặt ra là vậy thì tất cả những cái gì thuộc về giao ước Môi-se chúng ta bỏ hết phải không? Có nhiều người hỏi là vậy thì 10 điều răn bỏ luôn phải không? Tôi nói bỏ luôn. Tôi nói là với quý vị là bỏ luôn 10 điều răn. Nhưng mà thật ra không có bỏ. Nói là bỏ luôn 10 điều răn có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là trước khi mà, tại sao tôi nói là bỏ luôn 10 điều răn, tức là những điều gì thuộc về giao ước Môi-se đó, chúng ta hoàn toàn chúng ta không cần giữ nữa. Nhưng thật ra chúng ta giữ rất là giữ những cái điều tinh túy nhất của điều đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong 10 điều răn Chúa nói thế nào? Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Cũng chớ làm tượng nào giống nhân vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó mà cũng được hầu việc chúng nó. Ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ đang làm nên ngày thánh. Bốn điều dành cho Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Thì ở trong giao ước của Môi-se, trong giao ước của Abraham, thì trước khi gọi Abraham là hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha. Thì hôm trước tôi đã phân tích, chúng ta hiểu là ra khỏi quê hương, ra khỏi vòng bà con và ra khỏi nhà cha có nghĩa là ra khỏi chỗ nào? Ra khỏi quê hương có nghĩa là ra khỏi cái chỗ thờ hình tượng, ra khỏi cái tinh thần thờ hình tượng. Và trong giao ước của Môi-se, xin lỗi, trong giao ước của Abraham thì cái đòi hỏi của Chúa còn cao hơn giao ước của Môi-se nữa. Bởi vì sao? Trong giao ước của Môi-se là không được thờ hình tượng và không được làm hình tượng, là hình tượng có thể thấy, mắt thấy được, tai có thể nghe được, tai có thể sờ được. Nhưng mà trong giao ước của Abraham thì cái chỗ này, Abraham có hai cái quê hương, một quê hương ban đầu là Ur, một quê hương kế tiếp là Charan. Và Ur là hình bóng của sự thờ phượng hình tượng cũ mà trước đây khi chưa tin Chúa chúng ta đã thờ. Và Charan là hình bóng của một sự thờ phượng hình tượng mới mà sau khi tin Chúa rồi có thể một vài người đã vướng vào, đó là chúng ta để cho một cái gì đó thay chỗ của Chúa ở trong đời sống của chúng ta, mặc dù chúng ta vẫn mang danh là Cơ Đốc nhân.
tức là giao ước của Môi-se chỉ cấm và chỉ giữ những cái gì nó ở bên ngoài, nhưng mà giao ước của Abraham thì từ cả bên ngoài lẫn bên trong. Và khi Chúa Giê-xu ngày đến đó, ngày nói là ta đến không phải để phá luật pháp hay là tiên tri, ta đến không phải để phá xong làm cho trọn. Làm cho trọn chỗ nào? Chúa nói rằng các ngươi có nghe người ta nói người chớ hành tội tà dâm, người chớ giết người, người chớ trộm cướp, nhưng ta nói cùng các ngươi, nếu ai ngó một người đàn bà mà động lòng tham muốn thì đã phạm tội trong lòng rồi. Thì cái điều này trong giao ước của Chúa không có bỏ đi cái việc phạm tội tà dâm, nhưng mà còn nâng cái điều đó nó cao lên, nó có giá trị hơn. Đó là tại vì sự phạm tội tà dâm ở trong luật pháp của Môi-se là khi bắt quả tang, bị bắt quả tang mới kể là tội. Nhưng đối với Chúa, từ trong lòng chúng ta Đức Thánh Linh đã cảnh cáo chúng ta, từ trong lòng chúng ta Thánh Linh đã dò xét, và từ trong lòng chúng ta Thánh Linh đã ngăn trở để không để chúng ta phạm tội. Cho nên cái giao ước của chúng ta nói là chúng ta không giữ theo giao ước của Môi-se nữa, nhưng không phải như vậy, nhưng mà chúng ta làm cho giao ước đó trở nên, làm cho luật pháp trở nên có giá trị hơn. Chúa nói ta đến không phải để phá luật pháp. Luật pháp ở đây mà Chúa đang muốn nói đó chính là giao ước của Môi-se đó. Ta đến không phải để phá xong để làm cho chọn. Rồi, cho chúng ta thấy một cái câu, một phần kinh thánh nữa để cho chúng ta thấy rằng ngay từ trước, ngay trong giao ước của Chúa dành cho Abraham thì Chúa đã có cái hình bóng này để cho chúng ta thấy được rằng ngày hôm nay chúng ta có cần phải giữ theo những điều của giao ước của Môi-se nữa không. Chúng ta mở ra trong Sáng Thế Ký. Sáng Thế Ký đoạn 32. Xin lỗi, Sáng Thế Ký đoạn 33. Tôi sẽ tóm tắt cái Sáng Thế Ký đoạn 33 này, cái phần Gia-cốp và Abraham, xin lỗi, Gia-cốp và Ê-sao hòa hảo nhau. Tôi sẽ tóm tắt cái điều này để cho chúng ta nắm vững cái nội dung. Đó là sau khi Gia-cốp đã cướp phước lành của Ê-sao, và Gia-cốp đã chạy trốn qua nhà của La-ban là cậu của mình, và Gia-cốp đã ở đó 20 năm. Và Gia-cốp đã có được 4 người vợ và 12 người con. Tại sao là tôi nói là 12 người con? Bởi vì lúc này Benjamin chưa được sanh ra. Gia-cốp có 11 đứa con, 11 đứa con trai và một đứa con gái. Lúc này Gia-cốp có 12 đứa con đó, nhưng mà lúc này là 11 đứa con trai và một đứa con gái. Thì Đức Chúa Trời đã khiến cho mặc lệnh cho Gia-cốp là phải quay trở về quê hương, bởi vì quê hương đó là cái sản nghiệp mà Đức Chúa Trời đã ban cho Abraham, Isaac, và bây giờ nó Đức Chúa Trời đã ban cho nó cho Gia-cốp. Nhưng mà khi Gia-cốp chạy trốn ở bên nhà La-ban thì Đức Chúa Trời đã gọi Gia-cốp quay trở về. Nhưng mà có một điều đó là khi Gia-cốp quay trở về thì ông lo lắng, ông sợ cái sự thù hằn ở trong lòng của Ê-sao vẫn còn. Ông sợ điều đó. Cho nên ông đã gỡ đi những cái bầy súc vật đi trước để làm của lễ. Nhằm mục đích làm gì ạ? Những bầy súc vật đó ông gỡ đi nhằm mục đích làm gì? Chúng ta xem khi mà Ê-sao gặp Gia-cốp, Ê-sao đã hỏi câu đó và Gia-cốp đã nói gì đây ạ? Sáng Thế Ký đoạn 33. Câu 8. Sáng Thế Ký đoạn 33 câu 8 và câu 9. Mời chị Mai Dương đọc. Ê-sao hỏi toán quân anh đã gặp Ê-sao hỏi toán quân anh đã gặp đi trước đó, em tính làm sao, em tính làm chi? Đáp rằng ấy để nhờ được ơn trước mặt Chúa tôi. Ê-sao nói, hỏi em, anh đã đủ rồi, vậy hãy lấy lại vật chi của em đi. Amen. Yeah.
Vâng, anh gặp đi trước đó, em tính làm chi? Đáp rằng ấy là để nhờ ơn trước mặt tôi. Đây là cái điều mà F1 của những cái lễ vật mà Jacob đã gửi đi trước. Tức là để cho những cái lễ vật này là để cho Esau nguôi giận. Những cái lễ vật này là để cho Esau nguôi giận. Hay nói khác hơn, Esau là ai? Esau là hình bóng chỉ về luật pháp. Jacob là hình bóng chỉ về ân điển. Và chúng ta thấy có một cái những cái điều nó xảy ra ở trong những cái dân nhỏ. Chúng ta thấy Abraham là người của đức tin, gọi là anh hùng đức tin, là người mà Chúa được Chúa gọi là được Chúa chọn và Chúa gọi là Chúa cho là người đó là người công bình. Abraham có Abraham thì chỉ có hai đứa con, thấy không ạ? Abraham có hai đứa con. Đứa con sanh theo ý riêng là Ismael và đứa con sanh theo lời hứa là Isaac. Thì ngày hôm nay cũng giống như mọi chúng ta vậy đó. Mỗi chúng ta đi theo Chúa, chúng ta được gọi là được xưng là công bình. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có song song trong đời sống chúng ta vẫn có làm hai kết quả, một kết quả của ý riêng và một kết quả của lời hứa. Chúng ta cầu nguyện với Chúa và chúng ta nhận chờ đợi kết quả của lời hứa, nhưng đôi khi cái kết quả của lời hứa nó đến chậm quá, cho nên là chúng ta lại làm theo ý riêng của mình. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại chọn Isaac, Ngài không có chọn Ismael, Ngài chọn cái kết quả lời hứa của Ngài, hay là Ngài ban phước cho lời hứa của Ngài. Và những người cái kết quả của lời hứa hay là những người bước đi theo lời hứa đó thì lại có hai đứa con, giống như Isaac có hai đứa con, Esau và Jacob. Thì Esau là hình bóng chỉ về luật pháp, còn Jacob là hình bóng chỉ về ân điển. Ngày hôm nay mỗi chúng ta là người bước đi theo lời hứa của Chúa, thì ở trong lời hứa ân điển thì họ nhìn, tức là người ngoài nhìn vào họ đó thì thấy có vẻ họ không được trọn vẹn, có vẻ họ không được tốt, giống như chúng ta mở ra sáng 25. Câu 24 cho đến câu 26. Mời bé Na đọc. Địa chỉ đâu thầy? Sáng ký 25 câu 24 đến 26. Dạ. Đến ngày nàng phải sanh nở, này hai đứa sinh đôi trong bụng nàng. Đứa ra trước đã hồng, lông cùng mình như một áo tơi lông, đặt tên là Esau. Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy gót Esau, nên đặt tên là Jacob. Khi sinh hai đứa này thì Isaac được 60 tuổi. Dạ, yeah. Rồi chúng ta xem cái đời sống của hai đứa nữa. Câu 27 cho đến câu 28 luôn. Khi hai đứa trai này lớn lên thì Esau trở nên một thợ săn giỏi, thường giông ruổi nơi đồng ruộng, còn Jacob là người hiền lành cứ ở lại trại. Isaac yêu Esau vì người có tánh ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca là yêu Jacob. Đứa con, và chúng thấy rằng cái Jacob khi được sanh ra là đã được bày tỏ và được mang lấy một cái tên không có tốt lành rồi, đúng không ạ? Thì đó là cái nhìn của những người khi mà họ thiên về luật pháp thì họ thường nhìn những người nhận lấy ân điển của Chúa đó bằng một cái nhìn không có tốt lành. Và
thường ngày hôm nay cũng như vậy đó. Thường ngày hôm nay họ làm gì ạ? Họ nói thế này: ôi cái ông đó mà hầu vị Chúa cái gì, đời sống của ông đó hồi xưa tệ lắm. Chúng ta có từng nghe cái câu nói, những cái câu nói như vậy không? Cái nói cái ông đó còn nhẹ, có nhiều khi họ nói là cái thằng đó mà hầu vị Chúa là gì, hay là cái con đó mà hầu vị Chúa gì. Tại vì sao vậy? Họ lấy cái luật pháp để họ so vào. Thì cũng giống như vậy, giữa Ê-sa và Gia-cốp thì Gia-cốp phải chạy trốn khỏi Ê-sao, bởi vì có những cái điều mà trong đời sống mà Gia-cốp đã gọi là phạm đến Ê-sao. Thì cũng giống như vậy, trong đời sống của của chúng ta ngày hôm nay, những người nhận lấy điểm của Chúa đó, thì nếu với những người họ giữ luật pháp thì họ đều thấy họ luôn luôn rằng sai trật. Khi mà Chúa Giê-su ngã trên đất, ngày hầu việc ngày thi hành chức vụ ở trên đất, thì các thầy thông giáo cứ đi theo Chúa Giê-su và cứ bắt bẻ, và tất cả mọi việc Chúa Giê-su làm thì đều dường như là sai trật với luật của người của luật pháp hết trơn á. Chúa Giê-su chữa lành trong ngày Sa-bát, họ bắt bẻ các môn đồ đi dọc đường và hái ngắt cái bông lúa mì để mà ăn, họ cũng bắt bẻ. Rồi ngày làm bất cứ cái gì họ cũng đi xem, họ cũng đi theo, họ rình, họ xem coi ngày làm như vậy để làm gì và để tìm cách để bắt bẻ. Đó là cái cách của luật pháp và âm điển. Và luật pháp luôn luôn dường như bắt bớ và gây khó khăn cho những người thuộc về âm điển. Và những người thuộc âm điển thì lúc nào cũng cảm thấy là cũng cảm thấy là mình có lỗi. Cho nên ở đây trong Sáng Thế Ký đoạn 33 đó, thì Gia-cốp trên đường đi trở về thì biết rằng cảm giác mình là có lỗi, cảm thấy là mình có lỗi và vẫn sợ bị phán xét về những cái lỗi ở trong quá khứ của mình, cho nên gửi lễ vật đi trước. Nhưng mà luật pháp, những người thuộc điển thì luật pháp không còn phán xét nữa, cũng giống như Ê-sao không bắt tội Gia-cốp nữa. Và khi Ê-sao không bắt tội Gia-cốp nữa thì điều gì? Những cái lễ vật mà lẽ ra Gia-cốp phải dâng cho Ê-sao để làm ngu giận đó thì Ê-sao không có nhận. Ê-sao nói gì à? Ê-sao nói: hỡi em, anh đã đủ rồi, vậy hãy lấy lại vật chi của em đi. Tức là gì đây? Tức là những người hưởng lấy ân điển, đây là hình bóng những người hưởng lấy ân điển thì không còn bị luật pháp bắt buộc một cái gì nữa hết. Không còn bị luật pháp bắt buộc phải làm bất cứ một cái gì nữa. Vậy thì những cái gì mà luật pháp bắt buộc ngày hôm nay ở trong ân điển không còn bắt buộc nữa. Dân của tế lễ không cần nữa. Dân chiên để làm lễ chuộc tội không cần nữa. Làm phép lễ cắt bì trong xác thịt không cần nữa. Chúng ta nhớ nha, tôi nói là làm lễ cắt bì trong xác thịt, chứ không phải là lột bỏ tánh xác thịt đâu. Làm lễ cắt bì trong xác thịt cũng không cần nữa. Vậy thì tất cả một cái điều đó không cần nữa. Vậy thì dân phần 10 có cần không? Không cần luôn. Dân hiến có cần không? Không luôn. Tức là trong luật pháp, trong những người trong ân điển, luật pháp không đòi hỏi bất cứ một cái điều gì nữa hết. Vậy thì tại sao ngày hôm nay hội thánh lại kêu chúng ta phải dâng phần 10? Tại sao ngày hôm nay chúng ta phải dâng lạc hiến? Thì chúng ta xem tiếp ở trong đoạn 33. Chúng ta xem tiếp câu số 10. Câu số 10: thưa rằng, xin anh không, nếu em được ơn trước mặt anh, hãy nhậm lấy lễ vật bởi tay em làm ra, vì em thấy được mặt anh khác nào người ta thấy được mặt Đức Chúa Trời, và anh đã đẹp lòng tiếp rước em. Vậy thì cuối cùng Gia-cốp có dâng của lễ cho Isaac không, cho Ê-sao không? Chúng ta thấy là cuối cùng thì những cái của lễ mà Gia-cốp đã chuẩn bị ban đầu đó có dâng cho Ê-sao không? Có đúng không ạ? Nhưng mà có một điều đó là cái động cơ hay là cái mục đích đó nó đã thay đổi. Cái mục đích nó đã thay đổi. Ban đầu những của lễ này là dâng để cho ngu giận, nhưng bây giờ là dân vì lòng biết ơn. Đó là sự khác biệt giữa giao ước cũ và giao ước mới. Giao ước cũ là làm một cái gì, giữ theo luật pháp là bởi vì làm để cho luật pháp nguôi giận, để che đậy cái tội lỗi. Nhưng mà ở trong ân điển
thì chúng ta làm vì lòng biết ơn, bởi vì chúng ta đã được tha thứ rồi, bởi vì chúng ta đã được xưng công bình rồi, bởi vì chúng ta đã được tiếp nhận rồi. Chúng ta không cần phải làm một cái gì đó để ta được xưng công bình nữa, chúng ta không cần phải làm cái gì đó để ta được tiếp nhận nữa, chúng ta không cần phải làm một cái gì đó để ta được chúc phước nữa, bởi vì Chúa đã chúc phước rồi. Chúa Giêsu là đấng vốn giàu trở nên nghèo chúng ta để ta được giàu. Ngài, chúng ta đã được chúc phước rồi, nhưng ngày nay chúng ta làm mọi điều đó để làm gì? Làm những điều đó bởi vì lòng biết ơn. Cho nên ngày hôm nay, giữ theo những điều của luật pháp để được xưng công bình là không đúng đắn, là không được. Nhưng chúng ta vì lòng biết ơn mà chúng ta sống đẹp lòng Chúa, đó là cái điều mà những người ở trong ân điển, tức là chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cần phải giữ. Vậy vì lòng biết ơn mà tôi dâng hiến cho Chúa, hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va, như vậy các vừa của con sẽ đầy dư dật và các thùng của con sẽ tràn đủ mới. Chúa Giê-xu nói về các thầy thông giáo và người Pha-ri-si: các ngươi dâng 1/10 hồi hương bạc hà mà cướp đi nhà của đàn bà quá, và bỏ đi những cái luật của sự công bình. Và Chúa nói rằng phải làm những việc đó nhưng cũng không quên những việc kia, tức là vẫn phải dâng 1/10 nhưng mà chú ý đến cái động cơ từ bên trong. Vậy thì ngày hôm nay ai đó nói với chúng ta rằng ở trong ân điển chúng ta không cần dâng 1/10 nữa, người đó nói đúng nhưng người đó làm sai. Người đó là người vô ơn cho nên người đó không dâng. Vậy thì trong luật pháp bắt buộc dâng 1/10 đó là thuế phải nộp, nhưng trong ân điển thì không còn bắt buộc nữa, bởi vì Chúa Giêsu đã trả giá hết cho chúng ta rồi. Chúng ta nhớ nha, trong luật pháp thì đó là luật, nhưng ở trong ân điển Chúa Giêsu đã trả hết cho chúng ta rồi. Chúa Giêsu đã chịu, Chúa Giêsu đã chịu lấy sự nghèo thế chỗ ta để ta được giàu rồi. Nhưng có điều đó là mình phải là một người biết ơn. Biết ơn ai? Biết ơn Chúa. Và nếu chúng ta làm một cái việc gì đó vì lòng biết ơn thì chúng ta sẽ làm bằng với cái điều mà luật pháp đòi hỏi, hay là chúng ta sẽ làm trỗi hơn. Theo chúng ta thì chúng ta sẽ làm bằng hay là làm trỗi hơn? Làm trỗi hơn. Làm trỗi hơn. Chúng ta nhớ là Chúa Giêsu nói thế này: nếu ai kiện các ngươi để bắt các ngươi đi 1 dặm đường thì đi 2 dặm với họ. Vậy thì cái, trong cái chỗ Chúa dạy đó có nghĩa là gì đây? Trong luật pháp của thời Đế quốc La Mã thì những người lính La Mã đó, họ được cái quyền, luật pháp cho phép họ được cái quyền để bắt một cái người dân mà họ gặp ở trên đường, mang lấy cái hành lý cho họ đi 1 dặm đường. Đó là luật pháp đòi hỏi, và họ chỉ được phép bắt người dân đi 1 dặm đường thôi, không được phép bắt đi nhiều hơn. Nhưng mà Chúa nói là thì các ngươi phải đi 2 dặm, có nghĩa là những người ở trong ân điển thì phải làm trỗi hơn những gì luật pháp đòi hỏi mới gọi là ân điển, mới gọi là lòng biết ơn. Chứ nếu mà làm không bằng, không tới cái chỗ mà luật pháp đòi hỏi thì đâu có còn gọi là biết ơn. Cho nên Chúa giúp đỡ chúng ta để ta hiểu được cái sự khác biệt giữa giao ước cũ và giao ước mới. Và ngày hôm nay chúng ta đang ở trong giao ước mới, chúng ta được hoàn toàn tự do, nhưng tất cả mọi việc chúng ta làm cho Chúa là vì lòng biết ơn Chúa. Và lòng biết ơn luôn 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 trỗi hơn những điều gì luật pháp đòi hỏi. Rồi, chúng ta nghỉ giải lao. Thầy, hôm nay mạng bên thầy yếu quá thầy. Nó bị chập chờn. Nghe không rõ luôn thầy ơi. Hầu như là tôi thấy bữa